Câu hỏi 4 Kính thưa ban giải đáp Bầu hoàng Phật giới là gì? Và có nhiệm vụ như thế nào ạ? À? Tôi xin cảm ơn Tôi là Thiền Gia Mỹ Bình Xin trả lời câu hỏi 4 của Nguyễn Thiện Bích Thủy Bầu hoàn Phật giới có nhiều phòng Mỗi phòng có các cái nhiệm vụ như sau Phòng 1 là nơi hút điện tử âm của kim thân Phật siêu nhỏ ra Để kim thân Phật siêu nhỏ không còn dính điện tử âm nữa. Phòng 2 là nơi hút điện tử dương của kim thân Phật siêu nhỏ ra để kim thân Phật siêu nhỏ này không còn dính điện tử dương nữa. Phòng 3 là nơi cho kim thân Phật siêu nhỏ ăn hạt công đức có màu vàng đậm để kim thân Phật siêu nhỏ có chiếc áo pháp thân thanh tịnh trùm bên ngoài vị Phật và phòng 4 là nơi cho kim thân Phật siêu nhỏ ăn hạt công đức có màu vàng sáng ánh để thịt của kim thân Phật siêu nhỏ lớn lên thành kim thân Phật lớn. Mời chị hỏi tiếp.